Rồi alo, chào anh em, shop Hùng Mỹ chào anh em nha. Nay ông quay cho anh em xem con áo giáp nè, đời 1968 khóa nhôm. Tình trạng con này không lủng rách mới tinh ha. Đây có tấp lô theo áo đàng hoàng nha anh em, có sách hướng dẫn luôn tấp lô theo áo ha. Đây, đây là cái nút, cái bên đây là anh em để anh em. Nó hướng dẫn cho anh em đó. Khi mà anh em gài bên đây là sai bên đây ha. Anh em gài rộng hay là anh muốn mặc rộng hay muốn mặc chặt thì anh em sẽ siết bên đây ha. Có sách hướng dẫn hết đầy đủ ha. Hai bên đó, tình trạng con này thì mới tinh, sai con này là sai Simon đây, Simon nha anh em, Simon shot ha. Đó, tình trạng thì mới tinh không lủng rách ha, có sách hướng dẫn đầy đủ ha. Đây không qua miễn đồ là không qua đập đồ ha, áo rất là đẹp chi tiết luôn ha anh em ha. Đó, có sách hướng dẫn ha. Ngoài sao sách thì nó có năm sản xuất ha, ngày 22 tháng 22 ha, ngày 22 ha, năm 1963 ha.